chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của Văn Giang Online số 138 từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, gồm có những tin chính như sau. An Giang khai giảng năm học mới. Đoàn kiểm tra giám sát Trung ương làm việc tại tỉnh An Giang. Giọng Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới. Khai trương quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Giải đua thuyền rồng báo An Giang lần thứ 7 2018 diễn ra thành công. An Giang có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. Triển khai thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung Thu. Trong tuần, cùng với cả nước, hơn 412.000 học sinh ở 737 điểm trường cơ sở giáo dục trong tỉnh chính thức khai giảng năm học mới 2018-2019. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới. Năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành hướng dẫn 9 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp chính, mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới gồm tập trung rà soát, kiện toàn mạng lưới trường lớp, phục vụ cơ bản nhu cầu học tập cho học sinh, tiến tới đáp ứng việc mở rộng học 2 buổi một ngày ở cấp tiểu học theo chương trình mới. Tăng tỷ lệ học sinh đi học so với dân số trong độ tuổi, đặc biệt ở bậc mầm non. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, tập trung ở bậc trung học cơ sở, hạn chế học sinh bỏ học. Thực hiện hiệu quả cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Trong tuần, Đoàn Kiểm tra Giám sát Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đến làm việc tại tỉnh An Giang về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua khen thưởng trong tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Bằng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, tỉnh đã thực hiện tốt phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tính riêng năm 2017, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật với tổng trị giá trên 131 tỷ đồng. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã được phát hiện và biểu dương kịp thời. Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 275 cá nhân và 154 tập thể. Tặng cờ thi đua Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 26 tập thể. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Giọng Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới. Qua 8 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giọng Đông luôn thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ. Đến nay, xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 49 trên 49 chỉ tiêu. Cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng cải thiện, mức sống của người dân cũng được nâng lên. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai trương Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lê Văn Nưng cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến dự. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ có nhiệm vụ huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, đầu tư trực tiếp, cho dây và cho dây hợp vốn vào các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên của tỉnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp, ủy thác quản lý hoạt động của quỹ, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ phát triển đất và một số quỹ tài chính địa phương khác do tỉnh quản lý. Đồng thời tổ chức thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tuần, giải đua thuyền rồng báo An Giang lần thứ 7 năm 2018 do báo An Giang phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh,
Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức với sự tài trợ chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết An Giang diễn ra tại ngã ba sông Châu Đốc đã kết thúc thành công. Tham dự giải có trên 320 vận động viên của 19 đội thuyền, 12 đội nam, 7 đội nam nữ phối hợp tham gia tranh tài hai nội dung 10 dầm nam và 10 dầm nam nữ phối hợp thi đấu hai cự ly 200m và 500m. Qua các vòng đua sôi nổi quyết liệt, kết quả ở nội dung 10 dầm nam cự ly 500m, đội Châu Đốc hạng nhất, xếp thứ nhì và ba là Núi Sam và Đa Phước 2. Nội dung 10 dầm nam cự ly 200m, đội Cần Thơ đoạt hạng nhất, đội Vĩnh Hậu hạng nhì và Đa Phước 1 hạng 3. Nội dung 10 dầm nam nữ phối hợp cự ly 500m, đội Vĩnh Hậu đoạt hạng nhất, đội Châu Đốc hạng nhì, đội Hậu Giang hạng 3. Cự ly 200m, đội Vĩnh Hội Đông hạng nhất, đội Cần Thơ hạng nhì và Châu Đốc hạng 3. Trong tuần, Sở Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận cho 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận cấp khu vực phía Nam. Các sản phẩm gồm trà lài Lâm Chấn Âu, nước màu Thanh Hồ, bánh kẹp Tiếng Anh, cà phê Hòa Tan, nêu cà phê, lạp xưởng bò Anas, nước mắm Cô Ba Dân, tranh kiến Thanh Hòa, lịch tranh nghệ thuật Thành Hảo, tinh dầu chút tự nhiên hương. Đặc biệt, trong 9 sản phẩm trên, có 3 sản phẩm đạt chứng nhận cấp khu vực phía Nam gồm cà phê Hòa Tan, nêu cà phê, lạp xưởng bò Anas, bánh kẹp Tiếng Anh. Các sản phẩm đạt chứng nhận sẽ được in logo của chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm. Tiếp cận các chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước, được giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin địa phương. Trong tuần, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2018. Theo đó, từ nay đến ngày 30 tháng 9, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra trên toàn tỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Kiểm tra về quảng cáo, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, điều kiện sản xuất, sử dụng phụ gia, vân vân và lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm. Tập trung thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở thương mại tập trung, cơ sở nhập khẩu thực phẩm. Qua đó, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Chương trình điểm tin 24/7 của Ban Dạng Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.